Kính chào quý khán giả thân yêu của đài truyền hình Khả Năng Ô Tô. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ lớn nhất miền Bắc. Số điện thoại 0326062789. Khả Năng Ô Tô chuyên mua bán trao đổi những dòng xe cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 7, 8, 9, 10 chỗ ngồi. Mà còn các anh chị nào muốn bán xe hoặc là muốn mua xe giá rẻ, muốn bán xe giá cao, hãy liên hệ Khả Năng Ô Tô ngay. Vì em là siêu cò về những dòng xe cỏ các bác nhé. Chuyên mua cao về bán rẻ cho bà con các anh chị, nãy mỗi xe khoảng tầm 100 triệu thôi. Thì đây là 3 mẫu xe mới về bên em, thì em xin lên sóng báo giá review cho bà con. Điểm chung của nó là đều là nhập khẩu từ Ấn Độ và là chiếc Hyundai i10 các bác nhé. Thì có sedan và có cả hatchback luôn, thì em sẽ lên sóng báo giá cho bà con các anh chị lần lượt một. Từ từ thôi anh em, là trong nhà em còn khoảng 20 con i10 như này nữa. Các bác tha hồ đến xem và lựa chọn nhé. Các màu xanh, đỏ, tím, vàng luôn. Kể cả màu xanh đen cũng có các bác nhé, không thiếu cái màu gì cả, nên anh em an tâm. Giá loanh quanh từ 160 đến 250, 300 tùy theo xe. Đấy thì anh em hãy cùng đi khám phá 3 chiếc này, đại diện cho 20 chiếc trong chợ nhà em các bác nhé. Đầu tiên là một chiếc Hyundai i10 đời 2014 phiên bản đủ, động cơ 1.2. Và nó là dòng sedan các bạn. Với động cơ 1.2 thì nó khỏe khoắn hơn so với dòng 1.0 một chút. Và nó nặng hơn vì nó dài hơn xe, thì nó trang bị động cơ 4 máy. Bản đủ thì nó có thêm túi khí, phanh ABS, na răng đúc nguyên bản theo xe. Về phần đầu xe thì nó giống hệt những chiếc xe bên cạnh đây, nhưng mà nó có thêm cái cốp đít dài hơn, thì anh em có thể làm xe chạy dịch vụ thì rộng rãi, thoải mái này. Anh em nào có công việc gì mà cần cốp chở nhiều đồ thì con Hyundai này, là sedan này, nó dài hơn và nó rộng rãi hơn cho bà con lựa chọn. Với cửa tiền thì hơn 240 thôi là bán rồi các bác nhé. Giá limit của cửa hàng là 248 triệu đồng. Thì để cho bà con, có ba anh chị nào mà muốn ép giá thì cứ alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Thiện chí thì giá nào cũng bán các bác nhé. Tất nhiên trong cái cửa của bọn em, chứ không phải là anh em thích đưa giá nào thì bán ra đấy thì chết. Thì cái chiếc này thì động cơ 1.2 xăng nó chỉ hao tầm khoảng khuôn 5 lít rưỡi đến 6 lít rưỡi trên 100 km thôi. Tiết kiệm lắm ạ. Dòng i10 này nhập khẩu từ Ấn Độ về, Việt Nam mình sản xuất thì 2017 bắt đầu mới có. Nên là cái dòng này thì độ lành và bền thì anh em thấy ngoài đường nó chạy đầy đấy, chắc là bền thôi. Không bền thì người ta không mua nhiều như vậy đúng không ạ? Đấy, cái dòng này là khá là bền, lành, tiết kiệm nhiên liệu. Dòng xe của Hàn Quốc, form dáng của nó nhìn thuận mắt và cũng dễ nhìn. Dòng này nó phân khúc B đấy, nhưng mà B trừ thôi, nó không hẳn là B như Vios hoặc Accent. Thì nó chỉ là A cộng cộng và B trừ trừ thôi. Đấy, thì anh em nào mà cảm thấy chiếc này nó vừa tiền với túi tiền của mình, với cửa tiền khoảng tầm 250 là ra tên thoải mái cho bà con các anh chị rồi nhá, bao sang tên luôn. Anh em nào muốn lấy chiếc này cứ alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Bên ngoài thì long lanh lắm, bên ngoài thì sơn xi căng bóng nhá, mới sơn lại toàn bộ xe các bạn. Cùng với tay cửa, hõm cửa chrome, lẹp chân kính chrome, ve mưa, ốp đèn trước, ốp đèn sau, full đồ chơi phụ kiện, màn hình Android cam lùi. Đầy đủ hết các bác nhé, không thiếu gì cả. Con này máy số cực kỳ ngon và êm luôn, na răng đúc nguyên bản theo xe, lốp 4 quả mới này. Quả này hơi cũ tí. Quả này hơi cũ nhưng mà đi khoảng tầm hơn 5 rưỡi rồi này anh em thay. Còn quả trên này mới đét này. Râu lốp vẫn còn nguyên này. Đấy. Dòng này bản đủ thì nó có thêm xi nhan gương tích hợp các bác nhé. Cùng với anh em nhìn thấy phím bấm key, smart key không? Chìa khóa trong xe thì không khóa được, nhưng mà chìa khóa ngoài xe anh em chỉ cần bấm đây là mở cửa rồi. Đấy. Về nội thất thì nguyên bản theo xe từ đầu đến bây giờ luôn. Có cái bộ ghế lỉ nguyên bản theo xe từ đầu, cùng với vô lăng củ số rất là đẹp. Củ số thay mới nha các bác nhé, đây là cho chủ xe người ta thay cái củ mới, củ số rất đẹp này. Cùng với cái màn hình Android to bằng hai cái bàn tay của đứa trẻ con này. Đây anh em, chân nỉ nguyên bản, bọc ni lông sạch sẽ. Khóa khiển đây, nguyên bản theo xe, hai cái sao đấy, hình như là hai cái. Không nhớ được. Nói chung là cái dòng xe này thì với động cơ 1.2 thì nó tiết kiệm nhiên liệu, nên là anh em cứ mua về chạy tránh nương, tránh nắng, tránh mưa. Bằng hai con xe máy mà đi được 5-6 người các bác nhé. Nội ngoại thất sạch sẽ này, keo chỉ zin đây. Sơn xi nòng trong cũng được tỉa toát gọn gàng sạch sẽ rồi. Anh em nào không thích ghế lỉ thì anh em bọc bộ ghế da, nó đâu đó vào khoảng tầm khuôn 1.6 triệu đến 2.5 triệu tùy theo anh em bọc. Bọn em bọc giá thợ thì khoảng tầm khuôn 1.7 triệu 1.6 triệu rồi. Đây này, keo chỉ zin hết các bác nhé. Sạch sẽ lắm. Con xe này thì anh em nhìn vân sần này, tapi cửa này. Đấy, quá ngon luôn. Đó, cửa tiền nó hợp lý này. Nếu ngày xưa là bọn em bán 2016 thì nếu mà phiên bản sedan này em bán cái giá này thì là phiên bản thiếu thôi. Còn đây là phiên bản đủ các bác nhé. Bản đủ này còn bớt độc lá cho bà con nữa thì anh em an tâm. Nếu anh em không độc lá không bớt thì em bao ra tên luôn cho bà con các anh chị với mức giá là 248 triệu. Giá nào thiện chí nhà alo cho Khả Năng Ô Tô đây. Đến xem xe liên hệ em trước khi đi nhá. Xe nhà em nhiều lắm. Ở bãi nhà em trong kia khoảng tầm khoảng 200-300 xe, các đời, các giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Tha hồ lựa chọn các bạn. Đây. Em thử để lổ máy phát xem máy có lổ được không. Thank you.
Ui, không cần chìa anh em ạ, chỉ cần bấm thôi. Đạp phanh đạp côn và bấm thôi các bạn. Đấy, sướng nhỉ. Đấy, không cần chìa này. Thì phiên bản đủ mà, thì nó có thêm cái phím bấm vô lăng tích hợp cùng với cái vô lăng còn khá là đẹp, sạch sẽ. Hơi bóng bóng ngón tay cái một tí thôi, không sao. Còn màn hình này màn hình to vật vã nhá, xem cam điều hòa xem nào. Điều hòa Redboot rồi các bạn. Điều hòa Redboot luôn nhá. 16:20 rồi, sắp đến giờ đi đá bóng rồi. Anh em nào mà muốn quan tâm mẫu xe này thì có thể liên hệ Khả Năng Ô Tô nhé. Dù điều hòa mát lắm, máy ngon đấy, máy êm này, nhìn cái găng ti ổn định không, rất ổn định, hơn 7 vạn là bố láo đấy nhá. Nói chung dòng xe quá dịch vụ rồi, nhưng mà nó còn đẹp sạch sẽ với cơ tiền chúng ta mong muốn. Chứ còn nếu không dịch vụ thì anh em phải mua 300, 27, 28 là chuyện bình thường các bạn. Thôi thì tiền nào cũng vậy thì anh em lựa cân đối làm sao là đến được với nhau. Đây máy nổ êm thít, con này máy nổ êm thật đấy, êm thít luôn. Ôi khoang máy rất là sạch sẽ nhá, với động cơ 4 máy nổ giòn đều và không rung giật gì cả, không có tiếng leng keng cơ khí gì cả anh em nhé. Thế quá ngon. Keo chỉ zin này. Đấy, sơn xi nằm trong cũng được tỉa tốt gọn gàng sạch sẽ. Đó, đây là cụm phanh ABS của chiếc xe nhá. Nổ rất êm. Và khoang máy được dọn vệ sinh sạch sẽ rồi. Máy thì mặt máy thì đã được vệ sinh không nhé, còn mặt dưới thì không biết là zin không, nhưng mà nói chung là máy rất là ngon. Sạch sẽ đẹp đẽ. Đăng kiểm tháng 9 năm 22. Đấy, thì đây là còn hai chiếc nữa thì em sẽ quay luôn cho bà con các anh chị đây. Nếu anh em không thích cái dòng sedan thì thích cái dòng hatchback này thì gặp ngay Khả Năng Ô Tô nhé. Em có khoảng tầm 20 chiếc hatchback như này. Các màu xanh đỏ tím vàng, các màu luôn. Biển Hà Nội, biển Hải Phòng, biển Thái Nguyên, biển Quảng Ninh, biển Sơn La, Lai Châu đầy đủ hết, không thiếu gì cái biển đâu cả. Đấy, Thái Bình, Nam Định các thứ đầy đủ hết các biển nhé các bác nhé. Ở đây thì em xin giới thiệu cho bà con các anh chị mà một chiếc xe vừa về. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn, con Hyundai i10. Biển Hà Nội 30H57 năm phát tài. Úi giời, cái biển số quá đẹp luôn. Thế đâu đó là chủ xe đồn mua con này cái biển số là khoảng tầm 190 triệu, thì con này có 26 triệu thôi. Như vậy là 216 triệu anh em được sở hữu ngay mẫu xe đời 2016 nhá. Mang nước sơn màu trắng tư nhân chính chủ, biển Hà Nội mà biển 57 năm phát lộc thì úi giời anh phát tài. Anh em nào mua được con này về thì công nhận cái biển số cũng làm nên cái tiền tài cho anh em rồi. Nói vậy thôi, nó chỉ là con số thôi các bác nhá. Nhiều anh em mua xe về cái đoạn anh đè đấy, cái đoạn anh đè thôi. Tối nay về anh quyết con nu. Nhưng mà một ngày em bán 13 con xe thì anh em đánh kiểu gì được, chúng thì chết. Không chúng chết. Thôi tốt nhất là anh em mình thực tế là anh em mình không nên đánh đè anh em nhé. Nội thất bọc màu quả vàng cam là cái đúng cái màu mà Khả Năng Ô Tô rất là ghét. Nhưng mà rất đẹp cho anh em, nhiều anh em khác. Tải thật cái màu này anh em, nhiều anh em thích nhưng mà em thì không thích. Cái màu thì không quan trọng anh em ạ. Màu ghế thì anh em về thay đổi cũng được. Quan trọng là cái keo chỉ nó zin này, sạch sẽ này. Nói chung là dòng xe quá dịch vụ mà nó còn cứng đẹp như này thì anh em mua về rất an tâm. Vừa lắp thêm màn hình nhá, cam nùi cùng với đèn gầm, đèn ghế này, na răng đúc, tất cả đều là trang bị hết rồi. Màn hình Android luôn, có tích hợp Wi-Fi, Bluetooth 4. Đấy, các bác về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Với động cơ 1.0 3 máy thì con này nó tiêu hao tầm khoảng 5 lít xăng đến 100 km nhá. Đây, 10 vạn này. Đấy, máy lổ rất là ngon, 10 vạn không đúng đâu. Có thể là hơn nhưng mà nó thật là con bác anh chị là con xe đã có dịch qua dịch vụ rồi, nó không thể tránh được cái việc đi nhiều đi ít, nhưng mà nó còn đẹp sạch sẽ với cửa tiền là chúng ta chơi thôi, chứ còn để mà nó rẻ thì nói chung là còn lâu lắm. Việt Nam mình còn lâu lắm, đợt này còn đang cao lên cơ, giá còn đang cao lên. Màn hình cam nùi đầy đủ nhá, trang bị sạch sẽ nhá, có đầy đủ màn hình rồi, anh em có thể xem được cả Khả Năng Ô Tô trên đây luôn anh em nhé. Đây này, đấy, YouTube chi tiết này, vuốt xuống này, bắt wifi của nó này. Đó, và có cái chỉ đường, chỉ đường anh em muốn làm gì anh em nè. Nói chung là sạch sẽ, đời cao, đời 2016, giá thì 216 triệu. Này còn bớt cho bà con các bác anh chị nữa, nộc ná. Đấy, xe thì mới về, thì mới chỉ có dọn qua thôi, chứ chưa dọn sạch đâu anh em nhìn này. Nó rất là bẩn này, đây, đấy. Nếu gara ô tô khác người ta ngồi, người ta trải chuốt cả con xe cả ngày mới xong đấy. Bọn em thì làm vừa vừa thôi, anh em về anh em làm thêm. Những cái này thì nó cũng không theo, nó cũng chẳng quan trọng lắm, quan trọng là cái chất xe của nó còn đẹp là được. À, máy móc nó ngổ hoạt động êm như này, anh em mua về là an tâm nhé. Đăng kiểm tháng 2 năm 23. Đây là máy còn đang zin này anh em nhé, máy còn đang zin đây này, máy đang zin đây này. Vì ba máy thì nó sẽ nổ rung rung hơn con bốn máy, nhưng mà nổ rất là êm các bạn, tiếng máy rất là chắc nhé. Đây là sơn nòng trong là sạch sẽ, keo chỉ zin này. Đấy, ác quỷ rất to luôn, nắp quả ác quỷ to thật đấy. Nói chung là về không phải làm gì cả, anh em về chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Máy ngon, zin, keo chỉ zin, biển Hà Nội, tên tư nhân. Bên em chào bán tại cửa hàng với mức giá là 216 triệu đồng, đời 2016 nhé. Anh em nào muốn sang tên đổi biển thì có thể rút hồ sơ. Còn các bác nào mà muốn giữ cái biển Hà Nội này thì theo em nên giữ anh em ạ. Nhìn rất là đẹp, 57 năm phát tài. Còn không thì anh em lấy ngay biển Hải Phòng quê Khả Năng Ô Tô nhé.
Hải Phòng là không bao giờ lòng vòng nữa, con này đời 2015. Giá thì bên em đang là 24 chứ quên. Giá đang chào mức 198 triệu. 190 là bán cho bà con anh chị luôn nhá anh em nhá. Anh em nào Hải Phòng bán rồi anh em đúng 190 này. Đây cái nội thất đẹp sạch sẽ vừa bọc trong. Đấy, xe anh em người ta vẫn đi lại vẫn có củ sạc ở đây anh các bác nhìn thấy không? Đây. Nội thất rất là đẹp sạch sẽ, màn hình đầy đủ rồi. Đấy, nội thất bọc da, trần da rồi thì cái vân sần cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa rất là ngon và zin đây. Đó, con này thì zin sơn zin đồng trong, bên ngoài thì bên ngoài cũng sơn zin nhiều chỗ luôn. Con này thì cứng xe đấy, đẹp luôn anh em nhìn này. Đời 2014 này, giá 190. Đáng nào cũng bán các bác nhé. Liên hệ Khả Năng Ô Tô để ốp giá ngay. Biển Hải Phòng anh em có thể sang tên giữ biển. Chính chủ em Khả Năng Ô Tô luôn. Đó. Hỏi có dịch vụ không thì nó thật bà con các anh chị rằng là em có nói dối bao giờ đâu. Trước đó là có dịch vụ chứ bây giờ thì chắc là không. Đấy, 13 bạn, chắc là 13 bạn chuẩn đấy. 13 bạn chuẩn đấy anh em ạ. Có thể là hơn tí nhưng mà 13 bạn chuẩn thôi. Nói chung là tùy xe anh em ạ. Đúng không? Xe thì người ta đi nhiều. Có xe người ta đi vừa, có xe người ta đi ít. Thì anh em cứ đến xem xe, chất xe nó ok là được, anh em mua. Không vướng gì cả. Không được chiếc này được chọn chiếc khác, lo cái gì đâu, nhiều xe lắm, tha hồ chọn. Đấy, một ngày mà anh em về rất là nhiều nhá, có cả dây súp kìa. Ôi em khoang máy đây thì anh em vẫn hay đi thì nó bẩn như này đây. Nói chung là về bẩn thì bẩn thôi nhưng máy nổ rất là êm và không có lỗi không nhá. Nổ rất là êm luôn, keo chỉ ống lỗi là phần đầu cabo là nguyên zin này. Đấy, cái này thì vệ sinh khoang máy thì là được. Con nhìn trông rất là xấu nhưng mà tốt anh em, chẳng cần vệ sinh đâu. Anh em chỉ lấy xịt xịt hơi xịt qua thôi. Đi rửa sạch cái kia đôi khi nó không tốt đâu. Những ốc chân máy này nó han hết rồi sau này nó ảnh hưởng đến cảm biến cảm bung. Anh em không nên rửa khoang máy. Đấy. Đấy, như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô vừa lên sóng báo giá review cho mọi người ba cái mẫu xe i10 tạm thời có mặt ở đây thôi, chứ trong nhà em còn khoảng 20 cái nữa cho bà con lựa chọn luôn. Đấy, anh em hãy alo cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn và hẹn mọi người trong clip tiếp theo.